Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng Nhật của em. Hôm nay em có video mới để giới thiệu với anh chị cho bác mình một số cái sản phẩm túi xách đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để ở bên góc phải màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình có thể kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất anh chị ha. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh chị. Đầu tiên ở trong video này thì em sẽ có giới thiệu với anh chị một cái mẫu ví hàng handmade mới về. Mẫu này thì em có số lượng nha, và cái này thì không phải là hàng si cũng không phải là hàng hiệu anh chị nha. Cái này là mẫu da thật em đặt xưởng ở Việt Nam mai để phục vụ cho anh chị cho bác mình thích xài hàng da thật nhưng mà muốn xài hàng mới nhưng mà cũng phải chất anh chị ha. Thì sau nhiều lần lựa chọn thì em chọn ra được cái mẫu này với cái chất liệu da này, và người ta giới thiệu đây là cái chất liệu da vet của Italy. Khi mà mình cầm cái sản phẩm trên tay thì về cái độ hoàn thiện thì nó cũng khá là đẹp, và nó cũng dĩ nhiên là nó không so sánh được với hàng hiệu rồi, nhưng mà nó rất là phù hợp để mình mua sử dụng anh chị ha. Và cái ví này thì nó sẽ to, nó to hơn so với những cái ví mỏng thường của hàng hiệu, cho nên là anh chú nào mình đựng đồ nhiều, giấy tờ nhiều thì cái này phù hợp. Size ngang của nó sẽ được là 12.5 này nhân với lại 9.5, và cái độ dày nó khoảng được 10 khoảng 1.5 anh chị nha. Đây, cái này là dạng cái ví gấp của nam. Màu này gọi là màu nâu bò đó. Cái này thì full hộp và giá cũng rất là mềm, anh chị có thể mua làm quà tặng ha. Các chị có thể mua làm quà tặng các anh, hoặc là các anh mình thích thì mình có thể xài mẫu này. Chất lượng da thì rất là ok anh chị nha. Lưu ý cái này nó không phải hàng si ha, cái này hàng mới và em có số lượng. Em sẽ giới thiệu sơ sơ để anh chị mình có thể thấy mẫu, và em có để cái link Shopee. Nếu mà anh chị muốn mua Shopee thì mình cũng có thể mua, hoặc là mình có thể đặt hàng ở đây bằng số điện thoại này của em cũng được. Thì cũng làm cùng một mình em thôi đó anh chị nha. Cái này thì khi mà em giao cho anh chị là nó có cái bóc như vậy luôn, có hộp luôn. Giá nó cũng rất là tốt, giá cái này là 519.000 anh chị nha, 519.000. Và sản phẩm này thì khi mà anh chị đặt qua số điện thoại em có để đây thì em sẽ hoàn toàn re-ship hết. Anh chị mua cái ví này thì là 519.000 và miễn phí vận chuyển nha anh chị nha. Ở trên này thì nó có cái chữ đó, này nó cũng khá là đẹp anh chị ha, cái chất da thì nó cũng rất đẹp đây này. Có nhiều màu nhưng mà em chỉ đặt cái màu này thôi. Em thấy cái màu này là nó chất nhất, đẹp nhất và nó dễ sử dụng nhất. Rồi bên trong thì rất là nhiều ngăn để mình đựng ha. Nó đúng là một cái ví mà thường các anh, em thấy các anh thì đựng giấy tờ nhiều, thẻ đồ này kia, rồi tiền mình đựng ở đây. Đó. Cái này thì là full hộp, là hàng handmade, hàng thủ công ở Việt Nam, 519.000 và re-ship anh chị nha. Rồi anh chị nếu cần thì có thể nhắn với em thì em sẽ gửi thêm cái hình ảnh của mẫu này. Em giới thiệu sơ sơ ở đầu video cái sản phẩm hàng mới về. Tiếp theo thì em sẽ có một cái chiếc clutch cầm tay. Cái này là bắt đầu tới hàng second hand rồi anh chị ha. Đây, một cái chiếc clutch cầm tay của thương hiệu Renoma Paris. Renoma thì nó cũng giống như Valentino vậy đó, là một cái thương hiệu hàng của châu Âu, nhưng mà nó không hiếm khi mà anh chị đi săn hàng si đâu. Đó, Valentino và Renoma thì thường rất là hay gặp, nhưng mà Renoma thì nó có hai cái dòng nha. Mình nhìn cái màu nâu như vậy thôi nhưng mà nó sẽ có hai loại. Thứ nhất là da thật, là cái này. Cái này là da thật, thứ hai nó sẽ là một loại canvas. Y chang da thật luôn nhưng mà nó sẽ là canvas. Còn riêng cái này thì có miếng tét da này, nó sẽ là da thật ha. Cái ví này thì cái clutch này thì nó không mới đâu. Độ mới nó tầm khoảng 70-72% thôi. Các anh các chú mình mua để đựng đồ linh tinh, đựng giấy tờ đồ đó, chứ độ mới cao thì cái này nó không đảm bảo nha. Size của nó là 25 nhân với lại 18 và nhân với cái độ dày của nó sẽ được có là 6 cm. Người ta cũng có xài nhiều anh chị ha. Được cái nó không có rách thôi. Khóa thì còn mướt, bên trong là lót da. Đây. Và cái chỗ lót này nó có cái vết trầy cái chỗ lót này nha anh chị nha. Cái này thì em bán tặng đầu video giá là 100.000 thôi. Anh chị chốt giùm em mã là túi cầm tay Renoma của Pháp, giá 100.000 ha. Hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình như vậy. Đây. 100.000 cho cái này. Cái này thì dạng mình mua để sử dụng xài, còn mình mua độ mới cao hoặc là mình mua siêu phẩm thì mình chọn những cái khác anh chị nha. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có một cái clutch của thương hiệu Marie Claire. Đấy. Marie Claire là một cái tạp chí thời trang của Pháp. Rồi sau đó thì khi người ta nổi tiếng rồi thì người ta sản xuất những cái sản phẩm đồ thời trang và rất là được giới thời trang người ta ưa chuộng luôn. Đấy. Marie Claire, cái tên của nó là đây. Cái này thì còn cả tag luôn nha anh chị nha. Đấy. Marie Claire Paris. Có cái miếng tét da, cái này chất liệu da thật ha, và bên đây người ta dập Marie Claire luôn. Clutch này thì nam nữ đều xài được. Cái foam này thì nó cũng dễ xài, size 25 nhân với lại 16 và nhân với lại 5 cm. Đây. Màu da
đẹp anh chị ha. Độ mới cái này là trên 90-92%, góc cạnh còn rất là đẹp luôn. Ở bên ngoài nó rất là mới đẹp, anh chị cầm không ai biết mình đang xài hàng si luôn á, tại vì độ mới nó rất là cao. Nhưng mà cái ở bên trong á, thì nó sẽ là cái lót phun sơn, lót có phun sơn một lớp phun sơn khô lên á, nghĩa là nó không có bị ướt ướt dính dính, nhưng mà nó có một vài cái vết trầy ở đây nha, không có dính đồ nhưng mà nó có vẫn có vết trầy và nó vẫn là lót phun sơn anh chị ha, chứ không phải lót da thật. Ở trong đây nó có cái tag Marie nè. Đó, cái này thì mình gắn vô chìa khóa hoặc là mình nhấn vô đây nè, khi mà cái chìa khóa mình nhấn vô đây thì khi mình lấy ra nó dễ dàng, không có bị lộn với đồ khác nha. Bên trong có một ngăn lớn và một ngăn nhỏ, lót có hơi trầy trầy nhẹ nhẹ anh chị nha, cũng không đáng kể và không có bị dính đồ đâu, anh chị yên tâm ha. Ở phía sau lưng có thêm một ngăn nữa, sau lưng có thêm một ngăn nữa đây. Cái này giá của nó sẽ là 850.000. Anh chị chốt giùm em mã là túi cầm tay của Pháp giá 850 hoặc là Marie 850, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình như vậy anh chị nha. 850 cho cái túi này. Chất liệu da thật anh chị ha, full da thật. Rất là đẹp và hiệu này cũng là của Pháp, hiệu cũng nổi tiếng. Em sẽ khuyến mãi cho anh chị cái Clutch Bailey này, Bailey Bali đó anh chị. Đấy. Cái Clutch này thì độ mới nó không cao đâu, nó cũng khoảng 75% thôi, được cái là da châu Âu và thương hiệu lớn. Bailey thì chuyến này em về cũng được một số cái sản phẩm thì em sẽ giới thiệu tiếp tục ở những cái video sau. Đây nè, em cũng có để vài cái trên đây anh chị ha. Cũng có khá là nhiều sản phẩm của Bailey, sẽ săn cũng rất là lâu. Bailey là thương hiệu rất là lớn anh chị nha, và giá nó có khi nó còn cao hơn cả Đinh Hiu luôn á. Đây, cái này thì màu hột nhãn nha anh chị. Độ mới không cao ha, trên da nó có nhiều vết trầy đây nè. Đó, và ở cái khóa này nó cũng có độ oxy hóa nè, nó có oxy hóa trên cái khóa luôn nha anh chị nha, có độ cũ rất là nhiều ha. Cái này thì phù hợp dành cho anh chú nào hoặc là chị nào mà mình rất là thích cái Bailey, thương hiệu Bailey ha, mình sưu tầm hoặc là mình muốn mua để sử dụng thôi, mà muốn mua da chất mà xài bền á thì mình lấy cái này. Khóa chìa và mất chìa khóa, ở bên trong là lót da thật, lót full da thật luôn, cái này xài không có bị hư, không có lo hư lót lỗi lót nè, lót full da thật luôn ha, có cái tag là Bailey Made in Italy ở đây. Rồi cái kích thước của cái lót này thì nó nhỏ hơn với mấy cái kia, size là được 25 nhân với lại 16 và nhân với độ dày thì nó khoảng 3 cm. Ở phía sau có ngăn, lưu ý là cái này không mới ken nha anh chị nha, có độ cũ. Giá của nó sẽ là được khuyến mãi còn 750.000, 750 cho một cái lót Bailey anh chị nha. Rồi, 750 cho Clutch này, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình như vậy. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có một cái Clutch của Đinh Hiu. Đây, Đinh Hiu cũng lâu rồi em không có về nhiều hàng anh chị nha. Đấy, em cũng săn nhiều lắm nhưng mà chưa có những hàng đẹp. Hy vọng là trong tuần này sẽ có hàng Đinh Hiu nhiều về anh chị ha. Một cái Clutch Đinh Hiu và cái mẫu này không hiếm đâu. Mẫu này thì thường là bản da thật là mình sẽ gặp mẫu này, và em cũng bán nhiều lần cái mẫu tương tự như vậy rồi. Nhưng mà mỗi lần nó về thì nó cái độ mới nó khác nhau, rồi nó có cái tình trạng nó khác nhau, tại vì hàng si mà nó không có thể giống nhau 100% mỗi lần hết, cho nên nhiều khi anh chị thấy mỗi lần hàng về thì cái giá cả nó khác nhau xê xích chút xíu anh chị nha, nó không thể giống nhau hoàn toàn được. Size là 27 nhân với lại 17 và nhân với lại 6 cm, từ 5 đến 6 cm. Cái này thì hàng cũng đã có qua sử dụng nhiều, độ mới thì nó khoảng 80% thôi, da thì không có rách lỗi gì đâu, có những cái vết trầy sờn trên da. Khóa số hiện tại là 3 số 0, và trên có khóa số nó cũng có oxy hóa nha anh chị nha. Đây nó có đốm đốm đen đen oxy hóa ha, cái tag Đinh Hiu ở đây. Chất liệu là full da thật hết luôn, góc cạnh thì rất là ok. Cái phần da của cái túi này thì còn ổn lắm, chỉ có cái phần cũ nhiều là cái phần kim loại thôi, phần khóa thôi anh chị ha. Ở bên trong thì là lót là cái mặt sau của cái da, giống như là cái da lộn vậy đó. Có cái tag là Made in Spain anh chị nha. Có một ngăn lớn và một ngăn khóa kéo nhỏ. Bên trong ngăn khóa kéo nhỏ thì là lót vải. Cái lót này nó rất là đặc trưng ở những cái dòng mà Đinh Hiu mà cái mẫu này luôn. Tại thường là mình sẽ gặp cái lót này, không có gặp lót vải đâu, gặp lót này nè. Và cái lót này nó giống như cái da lộn vậy đó, và đặc tính của cái này là khi mà anh chị mua mới luôn á thì cái màu của nó cũng sẽ hơi kem kem, và khi đã có qua sử dụng rồi, có cọ sát, có ma sát rồi thì nó sẽ bị những cái vết nhìn là mình biết liền đó. Ví dụ như chỗ này ha, có ma sát là nó sẽ bị dính đen đen, nhưng không có dính ra đồ, không phải là bị bẩn bị dơ mà mình bị dính đồ anh chị nha, bản thân nó sẽ như vậy đó. Rồi có cái tag là Made in Spain, có cái sợi dây đây, mình muốn xài á thì mình tháo ra, mình không xài thì mình gắn ngược cho vô để mình cất nó đi.
Đó, kích thước này thì nó sẽ được là 27 nè, nhân với lại 17 và nhân với cái đáy là khoảng 5 cm. Giá của cái này sẽ là 1350. Anh chị cho chúng em mã là túi cầm tay Đinh Hiu, giá 1350 anh chị nha. Đây cũng là một cái thương hiệu mà các anh săn tìm nhiều á, tại vì nó rất là VIP anh chị ha. Một cái túi của nó là đến 1000 đô gì đó, giá trị nó rất là cao. Mình cầm cái túi là biết mình đang xài hàng xịn liền, dù là nó là hàng si nhưng mà giá trị nó cao. Đang nói về Clutch thì em sẽ giới thiệu luôn một loạt. Burberry thì em hiện tại đang có 3 cái. Cái này là nó cổ điển nhất trong 3 cái luôn. Một cái Clutch Burberry hàng cổ điển anh chị nha, chất liệu da bò, và cái mẫu này, cái màu này thì nó phù hợp dành cho các chú mình xài, hoặc là các anh nào mình thích cổ điển chút xíu thì mình xài cái này. Độ mới nó rơi vào khoảng 85-87%, hàng đã có qua sử dụng và dĩ nhiên nó là hàng cổ rồi. Góc cạnh thì nó có sờn anh chị nha, có sờn nhẹ nhẹ ở góc. Đấy, có sờn góc. Cái tag Burberry nằm ở đây. Cái phối màu nó rất là kiểu đẹp anh chị ha, và nó cổ. Ở bên trong á thì là lót vải sọc đặc trưng của hãng, có cái tag kim loại là Burberry of London. Đấy. Lót thì sạch đẹp, không có vấn đề, có một ngăn lớn và một ngăn khóa kéo nhỏ. Ở trên từng cái khoang khóa là người ta đều dập Burberry hết. Đây nè nha anh chị nha. Đấy, đều dập Burberry hết. Cái hàng xịn đó thì họ sẽ làm rất là tỷ mỉ từng cái móc khóa, từng cái góc cạnh luôn, cho nên mình cầm trên tay là nó sẽ khác biệt rất là nhiều so với những cái hàng dỏm anh chị ha. Đó, cho nên là giá nó cao là ở chỗ đó. Rồi, kích thước của cái clutch này á, thì nó sẽ được là 25 à 26 nhân với lại 18 nhân với lại 6.5. Đấy. Dòng này cũng khá là cổ điển anh chị nha. Anh chú nào mình sưu tầm Burberry thì mình cũng có thể sưu tầm những cái clutch cầm tay như vậy. Thứ nhất là nó dễ để mình mua hơn. Những cái kênh hàng si như tụi em thì cũng đa phần là gặp được cái Burberry ở dạng clutch này, thì nó sẽ có nhiều mẫu mình muốn sưu tầm để sử dụng á, thì mình có thể sưu tầm clutch cầm tay, nó cũng rất là tiện nha. Rồi, cái này thì giá khuyến mãi của nó sẽ là 2 triệu 600 ngàn. Anh chị chốt cho em mã là túi Burberry 2600 theo cái giá dùm em nha, tại vì em có 3 cái Burberry lận. Đấy, mà 2 triệu 600 ngàn cho cái Burberry này. Tiếp theo thì em sẽ có cái Burberry này, thì hôm trước em có chụp hình này. Cái này thì nó còn cái túi giấy, nhưng mà cái túi giấy thì nó hơi cái túi bên ngoài thì nó hơi cũ cũ qua, nhưng mà nó còn túi thì em sẽ giao cho anh chị nguyên cái túi luôn. Còn cái clutch này thì độ mới nó cao, độ mới rất là cao luôn, cao hơn cái clutch lúc nãy nha anh chị nha. Và cái kiểu thì nó sẽ phù hợp dành cho các anh nhiều, các anh nào mà hơi trẻ một chút, khoảng tầm 40 đổ lại đó, thì mình xài cái này nó cũng rất là hợp ha. Hoặc là thậm chí 50, 60 gì mình cũng xài được. Nói chung là cái clutch này nó dễ xài lắm. Chất liệu là da sứt rất là xịn của Burberry luôn anh chị nha. Cái này thì cái tag Burberry nó nằm ở đây. Cái mẫu mà Burberry cái tag nó nằm ở dưới góc này thì em chỉ gặp cái này là cái thứ hai thôi. Cái trước này một ngày hai ngày gì đó thì nó sẽ là màu đen đó, và em hết rồi ha. Cái đó thì full box, cái này thì không có hộp, nhưng mà nó có cái túi nha. Rồi, Burberry ở đây. Cái clutch này thì to, màu nâu đầm luôn. Size là được 29 lần nhân với lại 19 và nhân với cái đáy là được 5.5. Đó, cái này thì sách đẹp nha, sách thì sang rồi, chắc chắn rồi. Có cái dây mình muốn đeo thì đeo, không đeo thì mình cất vô. Từng khoen khóa vẫn có dập Burberry hết luôn. Đây, thương hiệu xịn sò. Đây nha anh chị, trên đây người ta dập Burberry hết. Cái dây này thì mình muốn xài thì mình gắn vô, mình không xài mình tháo ra, hoặc là mình giấu vô bên trong cũng được. Ở bên trong thì là cái lót, nó cũng sẽ là cái lót vải sọc kiểu này. Sọc cổ điển lắm nha anh chị nha. Cái tag nó là tag Burberry of London ở đây ha. Có một ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ. Lót sạch đẹp, vô tư, không có vấn đề gì hết luôn. Nó không có ghi là made in nước nào đâu nha anh chị. Nó không có cái tag là made in đâu hết. Rồi, cái này thì không có mới ken 100%, không mới 99%, nó rơi vào khoảng 94-95%. Trên mặt da nó sẽ có một số cái vết xước nhỏ, nhưng mà những cái vết này thì em nghĩ là do thời gian thôi, hoặc là do trưng bày thôi, hoặc vận chuyển này kia thôi, chứ không phải là do sử dụng. Khó nhìn anh chị ha, đây đây chỗ này, một hai cái vết nhỏ xíu cỡ này thôi nè, nó không nhiều đâu. Cho nên là mình mua hàng siêu phẩm thì mình cũng có thể chốt cái này. Đây, góc chỗ này thì nó có hơi sần góc nhẹ. Nhẹ này là do thời gian chứ không phải là do sử dụng anh chị nha. Ở ngoài trước này có một ngăn nữa. Ngăn ngoài trước này thì là lót da. Cái này giá của nó sẽ là 3 triệu 350 ngàn. Anh chị chốt cho em mã là túi Burberry 3350. Cái này thì đắt nhất trong ba cái Burberry này anh chị nha. Nó là siêu phẩm nhất. Đấy. Mình chụp giùm em cái màn hình như vậy nha. Đẹp lắm.
Burberry thì giá tầm đó trở lên thôi đó anh chị, chứ nó không có rẻ hơn, dành cho anh chị chú bác nào mà mình săn hàng hiệu. Rồi em có một cái Burberry nữa mới về, cái mẫu này thì nhìn nó kiểu khá là thời trang hơn so với hai mẫu kia. Hai mẫu kia là dạng cổ điển anh chị nha. Mẫu này thì anh nào mà thích đơn giản không cầu kỳ thì mình xài cái này ha, nó đơn giản lịch lãm dễ sử dụng. Đây, cái này cũng là một cái dạng collar cầm tay, chất liệu là da bò xước vân tâm. Đây, nó xước như vậy ha, kiểu như là người ta hay gọi là da bò Saffiano đó. Đây, màu đen đẹp luôn. Cái khóa chìa ở trên đây có dập chữ Burberry. Cái phần khóa kim loại này nó có hơi mù mờ chút xíu anh chị nha, nên nó không có bóng thiệt là bóng. Độ mới cái này nó rơi vào khoảng 92-93%. Góc cạnh có dấu vết sử dụng anh chị ha, có để, nhưng mà tại vì cái này nó có vớ xước vân tâm á, cho nên là mình nhìn không có thấy độ cũ đâu. Cái độ cũ của nó thể hiện ở trên cái phần này thôi, chứ phần da là rất là vô tư ha. Nhưng mà cái này không phải là cũ xì xấu quắc đâu anh chị nha, nó cũng rất là đẹp, nó hơi mù nhẹ thôi, hơi mờ nhẹ. Rồi ở bên trong á thì là có cái dây để mình đeo nè, muốn đeo thì đem ra. Cái này là cái chìa khóa, còn còn cái chìa không, đây còn chìa khóa ở trong đây anh chị nha. Rồi ở bên trong á thì là lót vải dập chữ Burberry ha, màu đen, có cái tag Burberry đây, cũng không có ghi là made in nước nào anh chị nha. Rồi từng khoen khóa thì người ta dập Burberry, có một cái ngăn chỗ này nữa đó. Rồi không có lỗi lầm chỗ nào hết, kể cả cái lót đồ này kia nó cũng không có lỗi. Độ mới cao, độ mới cỡ trên 90% là quá cao rồi. Size là 27 nè, nhân với lại 19.5 và nhân với lại 3 cm anh chị nha. Cái này đẹp. Ba cái Burberry này cái nào cũng đẹp hết, cái nào cũng có nét riêng hết, và quan trọng là anh chị thích cái nào thôi. Cái này giá cũng tốt, giá của nó là 2850 anh chị ha. Chốt giùm em mã là Burberry 2850, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình như vậy. Burberry màu đen thì hiện tại em chỉ có một cái này màu đen thôi. Còn hai cái kia thì màu nâu. Em có một cái túi dành cho các chị nè, túi da đen đẹp. Túi này thì nó to nha, mình đi làm công sở là phù hợp. Đây nó như vậy anh chị nha. Chất liệu là những cái này là những cái dây da người ta đan lại với nhau, và bên trong sẽ là một cái túi vải rồi người ta đan cái phần da bên ngoài. Cả một công trình luôn anh chị ha. Túi này thì dạng xách tay như vậy thôi, chị nào form đi làm công sở thì mình chốt cái này giùm em. Đẹp quá. Size ngang miệng là được 34, cái đáy là được 30, chiều cao lên là được 26 này, cái độ dày là được 9 đến 10 cm. Cái phần này nó tròn vo như vậy, dễ thương lắm, hay lắm. Đó, các chị mình có thể quải như vậy hoặc sành là xách như vậy anh chị ha. Màu nâu đậm đẹp. Độ mới cái này khoảng 85%, không có rách lỗi gì, góc cạnh thì còn rất là đẹp, nhưng mà hàng đã có qua sử dụng nha anh chị nha. Rồi cái này đang đẹp quá. Rồi, mình mở cái nắp như vậy đây, có một cái nút miệng, nút hết miệng. Ở bên trong thì là lót vải. Bên trong lót vải có một cái ngăn khóa kéo chính giữa luôn. Đây, ở bên trong là lót vải như vậy ha, có ngăn khóa kéo chính giữa, cái này đựng được rất là nhiều đồ. Ngăn khóa kéo. Sạch đẹp ha, không có vấn đề gì hết, độ mới trên 85% luôn, không có cũ gì hết, nhưng mà hàng có qua sử dụng thôi. Những cái mẫu này anh chị đi mua hàng mới ít có gặp lắm anh chị ơi, khó kiếm được cái hàng mới lắm đó. Không phải là dễ kiếm mấy cái mẫu như vậy đâu. Nó độc lạ anh chị ha. Để em kiếm cái giá của cái túi này. Mẫu này thì không có dây đeo nha, nó chỉ có cái quai xách như vậy thôi, không có dây đeo. Rồi. Giá của cái này nó sẽ là 670 ngàn. Anh chị cho giùm em mã là túi công sở 670, hoặc là mình chụp giùm em màn hình như vậy. Cái này đẹp, đọc lại anh chị nha, 670 ngàn cho cái túi này. Chất liệu là da đan lại với nhau, đẹp quá anh chị ha. 670, chụp giùm em màn hình như vậy anh chị ha. Tiếp theo thì em sẽ có một cái chiếc túi của thương hiệu Ungaro của Pháp. Hiệu này thì không phải là hiếm gặp đâu anh chị. Mình đi săn hàng si là mình sẽ có gặp cái hiệu này. Nó có nhiều dòng lắm, người ta có sản xuất da thật, có sản xuất canvas và có sản xuất cả vải dù nữa, nhưng mà riêng cái bản này thì là da thật anh chị nha. Form là nhỏ gọn xách tay như vậy đấy, form nhỏ gọn xách tay gọn anh chị ha, và không có dây đeo. Size ngang á là được 18, size ngang đáy là được 28, chứ cái miệng là 25, chiều cao lên là 18 và cái độ dày của nó là 9 cm. Độ mới khoảng 85%.
khoen khóa có trầy, có oxy hóa nhẹ nha. Còn cái cham Engaro đây, cái chữ Engaro người ta dập chìm ở trên cái da. Trên mặt da thì có những cái vết xước móng tay anh chị ha, không có phải mới ken, nhưng mà mình xách đi tiệc hoặc là đi làm là vô tư, không có bị cũ đâu, không có bị cũ xì đâu, nhưng mà dĩ nhiên là hàng đã có qua sử dụng. Đấy, khi mà anh chị để đồ vô thì nó đẹp như vậy, xách hoặc là đeo tay như vậy đẹp lắm. Chất liệu là full da anh chị ha. Ở bên trong lót thì nó sẽ là lót da tổng hợp, có cái tag là Engaro Paris, nhưng mà cái lót này thì người ta có thay rồi anh chị, dấu hiệu là cái lót không phải là lót jean của túi đâu, có thay cái lót rồi, nhưng mà rất là đẹp thôi. Người ta thay lót sẵn rồi thì mình không có lo lót bị hư nào này kia nữa, mình xài thôi anh chị ha. Giá của túi này nó sẽ là 650.000. Anh chị chốt cho em mã là túi Engaro 650 hoặc là túi đen 650 anh chị nha. Hoặc là mình chụp giùm em màn hình. Đó. Như vậy anh chị ha. Túi này đẹp. Và nó cũng xài biết năm tháng nào mới hư, tại vì nó sẽ là da thật á anh chị. Da thật hàng xịn luôn, cho nên là nó rất là bền. Và cũng đẹp nữa. Các chị các cô mình đi làm mẫu này là quá đẹp rồi. 650 cho cái túi này. Em có một chiếc túi da bò của Italy, nhưng mà độ mới nó không cao. Cái này thì giá rất là rẻ nè. Mình có thể mua để đi chợ hoặc là mình buôn bán gì đó, mình đựng đồ là quăng quật vô tư luôn, không biết năm tháng nào nó mới hư nữa. Da thì nó rất là chất nha, nhưng mà nó không có mới. Cái này thì của nữ, dạng đeo chéo, tại vì nó không, dây nó mảnh nha. Cái này dạng của nữ là chắc chắn rồi. Hoặc là các chị mình cất dây vô, mình làm clutch, mình cầm tay. Hàng có hiệu nha, hiệu gì? Hiệu C-Dub Marianelli, made in Italy anh chị ha. Cái này thì bên trong là lót da dập hiệu luôn. Độ mới nó khoảng 75% thôi, không có mới ken, không có rách lỗi, nhưng mà nó có độ cũ. Đấy, da nó như vậy, da nó chất như vậy ha, nhưng mà nó cũng cũ luôn. Túi này thì giá tốt dành cho các anh chị mình săn hàng da chất, da xịn, da xài bền, chứ mà yêu cầu độ mới cao thì nó không có cao. Size ngang là được 29 nè, nhân với lại 18, 29 x 18 mà nó dẹp dẹp như vậy anh chị nha. Đó, nó như cái clutch nhỏ vậy đó. Màu thì là màu nâu đậm. Rồi. Giá của cái này nó sẽ là bao nhiêu đây? Giá của cái này nó sẽ là 450.000 thôi. Anh chị chốt giùm em mã là túi da Ý 450 cho cái túi này. 450 anh chị nha, một chiếc túi da của Italy xài bền chứ nó không có mới nha. Xài rất là bền thôi. Rồi, 450 cho túi này hoặc là mình chụp giùm em màn hình. Tiếp theo thì em sẽ có một chiếc túi nữ nè. Túi này thì cũng là chất liệu là da bò đan, nhưng mà nó sắc màu hơn. Đó, như vậy anh chị nha, người ta phối giữa màu kem, màu hồng, màu tím, màu trắng. Người ta cũng đan lại với nhau, và bên trong sẽ là cái túi vải bên trong. Rồi, túi này thì dạng xách tay mình hoặc là mình đeo vai như vậy. Rồi, đeo vô đẹp lắm anh chị, nhìn nó nhu ha. Cái vai này cũng là da bò luôn. Size ngang là được 36 nè. Cái miệng là 36, cái đáy là được 26, chiều cao lên là được 19, và cái độ dày nó là 10 cm. Cái dáng này thì xách tay thôi, không có dây đeo. Ở bên trong thì đây, mình mở ra thì nó sẽ có hai cái ngăn ở ngoài và có một cái ngăn khóa kéo. Túi này thì mình đi làm công sở là vừa đẹp, hoặc là mình có thể đi công việc gì đó. Ôi, hàng có hiệu luôn đó nha anh chị, hàng hiệu là Katoria. Cái tên là biết là hàng Nhật rồi anh chị ha. Túi này giá tốt lắm, giá của nó là 380.000 thôi. Anh chị chốt giùm em mã là túi công sở 380 hoặc là mình chụp giùm em màn hình như vậy. Túi này đẹp nha, độ mới cao. Đây cái đáy đây. 380.000, túi này giá rất là tốt luôn. Đơn giản, gọn nhẹ, nó sang trọng ha. Đấy. Rồi, 380 cho túi này. Em có một cái túi vải, cái này còn cả tag luôn. Túi vải phối với cái quai là hạt gỗ nè. Cũng rất là đẹp anh chị nha. Đây. Cái phần vải này anh chị về mình có thể giặt sơ lại cho nó sáng lên anh chị nha. Ở đây thì có cái ánh đèn cho nên anh chị thấy sáng, nhưng mà bên ngoài thì kiểu như là mình để lâu bên ngoài nó có bụi á, mình giặt lại vô tư ha. Rồi, họa tiết nó như vậy đây. Cái quai nó cũng là bọc vải, và những cái nút này á là hạt gỗ nha anh chị nha, bằng gỗ. Túi này thì các cô mình xài rất là vô tư, tại vì nó nhẹ mà nó đẹp nữa. Size là 34 nhân với lại 23, và cái độ dày của nó là 8 cm. Túi này thì dáng mình cũng xách tay, còn mình đeo thì nó cũng hơi chật nha. Đeo thì nó hơi không đẹp đâu, mình xách tay như vậy thôi thì nó đẹp ha, còn cả tag luôn. Bên trong thì nó cũng giống giống cái kia như vậy, cũng có hai ngăn ở ngoài, rồi có cái
ngăn khóa kéo nhỏ bên trong, lót sạch đẹp luôn, độ mới cao còn tát luôn. Giá của cái này nó sẽ là 280.000. Anh chị cháu cho em mã là túi vải 280. Túi vải 280, túi này đẹp quá. Với nhu anh chị ha, 280.000. Nhiều khi có nhiều cô không có thích xài đồ da hoặc là những cái đồ mà kiểu cọ nhiều đâu. Những cái như vậy thì mình xài mình thích hơn. Em có một chiếc túi của thương hiệu Einer. Einer là cái hình móng ngựa đó. Thương hiệu này nó đến từ nước Đức anh chị ha. Và nó cũng đi song song với cái Gonfil dữ lắm luôn. Hai cái thương hiệu nổi tiếng của Đức mà mình hay gặp nếu mà mình đi săn hàng second hand. Chất liệu của cái này nó là da lộn, cho nên là anh chị nhìn thấy nó có vết trắng trắng này anh chị ha. Đó là đặc trưng của cái da lộn là nó sẽ như vậy. Nó mới tinh thì nó cũng sẽ như vậy. Nhưng mà điều cái túi này thì nó hàng cổ nha, chứ nó không phải hàng mới ken. Chị nào mà vintage đó thì mình xài cái này. Cái form của nó như một cái xô vậy đó. Để em trộn cái đá nó lên cho nó đẹp. Túi này thì các chị nào mà phối đồ lên là đẹp lắm, chất lắm luôn. Nhìn nó độc lạ ha, ít có đụng hàng. Dây thì là dây bản nhỏ và dây zin theo túi. Các chị mình có thể tăng đưa được cái dây. Đấy, dây thì mình thấy tăng đưa được bằng cái nút này. Einer phối với cái viền là da mộc anh chị nha. Đây, cái chữ Einer là cái chữ A móng ngựa. Cái phần viền da mộc thì nó có kiểu đậm màu đó. Cái da mộc thì nó càng xài lâu thì nó đậm màu, thì nó càng đẹp thôi anh chị ha. Đó, rồi. Cái này thì hiện tại cái dây nó đang hơi dài so với em nha. Các anh chị mình có thể thâu cái dây lại thì nó sẽ cỡ như vậy. Đeo nó rất là đẹp luôn. Đeo chéo thì nó như vậy. Đó, cái form của nó sẽ là form cái hộp. Đẹp quá. Cái này là mặt trước nè, còn cái này là mặt bên, mặt sau. Cái này là da lộn chứ không phải vải nhung đâu nha anh chị. Ở dưới đá thì cũng là da mộc luôn. Độ mới cái này khoảng 85%, hàng của Đức anh chị nha, đẹp quá. Ở bên trong thì là lót vải dập hiệu. Của Einer thì thường là người ta sẽ lót cái vải này. Cái hiệu Einer là cái chữ A hình móng ngựa, cho nên là cái vải người ta cũng như vậy luôn. Điện thoại thì vô tư. Rồi, cái này giá của nó sẽ là bao nhiêu đây? Giá của túi này nó sẽ là 690.000 thôi. Cái này giá tốt anh chị ha, 690.000 cho cái túi này. Anh chị cháu dùm em mã là túi Đức 690, hoặc là mình chụp dùm em cái màn hình như vậy. 690.000 cho cái túi này. Ở bên ngoài nó không có bị xấu xí cái phần da lộn đâu anh chị nha, nhưng mà bản thân nó sẽ có kiểu vết trắng trắng như vậy đó. Mình lấy cái tay mình cào qua sơn cái là nó cũng có vết trắng rồi, xong rồi dày cái nó hết. Tức là cái đặc trưng của cái da đó nó như vậy. Cái này rất đẹp nha, chị nào xài hàng vintage thì lấy cái này. Da cá sấu thì em còn mẫu này. Mẫu này da cá sấu bóng kính. Màu này là màu cánh gián luôn. Đẹp, rất là đẹp. Độ mới là khoảng được 89-90%. Hàng có qua sử dụng nhưng mà còn rất là mới đẹp anh chị nha. Và cái mẫu này, cái form này thì phù hợp dành cho các chị, các cô mình cỡ khoảng 45 trở đi thì mình xài nó sẽ hợp, nó sẽ chất hơn. Đó, quả được như vậy anh chị ha. Hoặc là mình có thể xách tay, tại vì cái dây này nó không có quá ngắn đâu, và không có dây đeo chéo gì đâu anh chị nha. Mẫu này thì mình phải đeo vai nó mới hợp. Size ngang miệng là 30, size đáy là được 33, chiều cao lên là được 15, và cái độ dày của nó là 13. Cái phần quai này nó cũng là có một cái đường này là cá sấu luôn, và mặt dưới của nó sẽ là da bò. Và cái phần da bò này nó có hơi sờn anh chị nha, sờn chứ không có rách đâu. Sờn nhẹ cái phần mặt dưới thôi. Bên trên thì mình quải nó cũng rất là vô tư. Phía sau thì có cái gì? Có một ngăn. Phía sau có một ngăn nữa. Cái phần vẫy cá sấu rất là đẹp luôn anh chị nha. Bóng kính là đẹp lắm. Túi này rất là đẹp và giá tốt nữa. Túi cá sấu là một trong những cái loại túi da độc lạ mà xa xỉ anh chị. Tại vì sao nó xa xỉ? Mặc dù người ta có thể nuôi được cá sấu chứ nó đâu có hiếm đâu. Mình thấy người ta rất là hay nuôi cá sấu để mình ta lấy da, lấy này kia để người ta làm các sản phẩm thời trang. Nhưng mà mình nhìn cái túi cá sấu, mình nói là túi cá sấu không, nhưng mà mỗi con cá sấu thì cái phần này nó khác nhau, cái độ lớn, độ nhỏ, hoặc là những cái vết ở trên da, hay là bất cứ cái gì, mỗi con nó sẽ là độc nhất thôi. Cho nên là mỗi cái túi của các chị thì nó cũng sẽ là một bản một. Nó nhiều khi có những hai cái mà thiết kế giống nhau nhưng mà nó vẫn khác nhau hoàn toàn, không giống nhau được. Và về giá trị phong thủy thì nó cũng cao, và về giá trị sử dụng thì da cá sấu nó bền. Đó, nên rất là phóng khoáng như vậy anh chị ha. Rồi, cái này giá của nó là 2.800.000. Anh chị cho em mã là túi cá sấu nâu, giá 2.800 anh chị ha. Giá chỉ bằng một túi đà điểu thôi đó, là cho một chiếc túi cá sấu đẹp như vậy luôn. 2.800.000 cho cái túi này. Rồi, các chị mình đeo như vậy là đẹp. Em có một cái chiếc túi bay lì. Túi này chắc là các anh săn đón nhiều lắm đây. Mẫu này thì mới về luôn.
Hôm qua đáng lý là em có video nhưng mà em làm không kịp, cho nên là sáng nay em mới có video và buổi tối thì em sẽ có thêm video nữa anh chị nha. Và trong tuần này có rất là nhiều video để giới thiệu với anh chị, song song đó là em có chụp hình nữa. Anh chị cứ theo dõi kênh của em anh chị nha. Em có một cái cặp dành cho các anh của thương hiệu Bailey, độ mới cao anh chị nha. Nó có hai cái vết cấn ở trên cái phần mặt nên như này. Thì em cũng có chia sẻ là đối với da thật thì nó sẽ có cái độ đàn hồi và những cái vết cấn tiện như vậy, nếu mà nó không lủng không rách thì mình xài thời gian từ từ cái nó sẽ lạng lạng đi, nó mất luôn, mình không có thấy nữa anh chị nha. Cái mẫu này thì là dạng túi đeo chéo dành cho các anh ngày của nam anh chị ha. Để coi mẫu này nó có vừa A4 không. Size ngang á, là được 25, chiều cao lên là được khoảng 29, độ dày là 7 cm. Nó cũng giống như cái hôm trước vậy đó anh chị, giấy A4 thì nó vừa khít cho nên là khi mình để vô nó kích á, nó hơi xoăn xoăn góc nha, chứ nó không có được rộng rãi anh chị ha. Các anh mình có thể đựng tài liệu giấy A5 hoặc là mình gấp gọn cái giấy A4 lại thì vô tư. Ở trên đây là có cái tag Bailey luôn, khóa chìa và còn chìa khóa nha. Độ mới tổng thể của túi này nó khoảng được 90%, tức là góc cạnh thì còn rất là đẹp, mặt da còn rất là đẹp. Nó chỉ có một cái vết chỗ này, với ở phía sau này nó có một cái vết móng tay của mình cào vô chút xíu chỗ này thôi, còn lại rất là đẹp luôn, thương hiệu rất là đình đám ha. Chìa khóa nằm đây, dây là dây zin theo túi, dây này thì có thể tăng đưa được. Đấy. Cái bảng dây này là cái bảng bảng bao nhiêu đây, được khoảng 2 cm nha anh chị nha, có đệm vai rồi xách như vậy cũng được. Ở phía sau lưng có một ngăn nữa nè. Đấy, sau lưng có một ngăn nữa. Ở đây có cái tag ghi là Bailey Made in Italy. Bên trong là lót da thật luôn, rất đẹp. Đây có hai ngăn và một ngăn khóa kéo nhỏ nữa đó anh chị. Túi này đẹp anh chị ha. Và cái mẫu Bailey thì trước giờ em mới gặp một cái Bailey mà cái mẫu mà nó dạng form đeo chéo đứng như vậy. Đẹp nha anh chị nha, đẹp, giá cũng ổn chứ nó không quá cao lắm. Giá của túi này nó sẽ là 2750. Anh chị chốt giùm em mã là túi đeo chéo Bali, giá 2750, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình như vậy anh chị nha. Bali là thương hiệu của Thụy Sĩ nhưng mà thường nó được sản xuất tại Italy đối với các sản phẩm túi. Còn đối với đồng hồ đồ này kia thì mình mới gặp Swissmade thôi. Cái này là của Bali. Rồi, em có một cái túi của Valentino. Đấy, Valentino cũng là một cái thương hiệu mà mình hay gặp đó, mà mình khi săn hàng si mà họ có nhiều dòng lắm anh chị ơi, rất là nhiều dòng. Valentino Gabbardini, Valentino Mario vân vân. Cái Mario là dễ gặp nhất á, cái loại mà nó có chữ V màu nâu đó. Riêng cái dòng này thì nó sẽ là Valentino Olandi. Đây Olandi anh chị nha. Túi này là một cái chiếc túi tép A4 dành cho các anh các chú nè, nó còn cả túi vải luôn. Sản phẩm được Made in Italy, chất liệu là da bò, chất vô cùng. Đây, rất đẹp luôn nha anh chị nha. Khóa chìa, cái này thì các anh mình đi đi làm mình không có thích xách cái cặp thì mình xách cái tép như vậy, hoặc là các thầy đó mình đi dạy thì mình xài cái này cũng đẹp luôn, nó gọn á. Chất liệu là full da bò hết luôn và da xịn mịn. Độ mới cái này nó khoảng trên 90%, nhưng mà nó cũng có mấy cái vết nè. Ở đây có một cái vết cấn nhẹ nè, một cái lằn nhẹ trên da nha. Cái phần khóa chỗ này thì nó có hơi bị mờ, hơi bị oxy hóa chỗ này. Đây chỗ ngay cái khóa đó nó hơi oxy hóa. Độ mới là khoảng 93-94%. Góc cạnh là quá vô tư luôn. Trên cái khuyên khóa là nhập hiệu nha, bên trong là lót da thật luôn. Đẹp. Đây. Đây nha anh chị nha. Cái phần tác hiệu á, thì người ta sẽ để ở ngoài đây rồi cho nên là bên trong không có. Người ta để cái tác hiệu ở đây rồi, bên trong không có thấy cái tác hiệu anh chị ha. Rồi có một cái ngăn khóa kéo nhỏ ở phía trước này nữa. Cái này thì giấy A4 vô tư nè. Đây cái chìa khóa đây, lót da thật đó anh chị. Đây chìa khóa nha, có một chìa thôi nha anh chị. Em bỏ trong ngăn nhỏ này. Túi này gọn. Rồi kích thước ngang là được 38 nè, nhân với lại 29. Nó mỏng thôi, nếu mà mình không bung ra thì nó khoảng 2 cm thôi, bung ra thì nó được khoảng 4, từ 3 đến 4 nha. Đựng đồ nhiều thì từ 3 đến 4. Ở phía sau lưng có một ngăn nữa chứ. Đây. Lưu ý là cái này thì nó không phải là mới 98% nha anh chị nha, khoảng 92-93 thôi. Nó có một vài cái vết thời gian nho nhỏ ở trên đó rồi. Cho mình mua xài là vô tư, nó cũng là hàng rất là VIP rồi anh chị ha, chất liệu da bò. Đó, anh mình xách cái này là quá sang rồi.
và giá của nó sẽ là 1750. Anh chị chốt giùm em mã là túi A4 Valentino 1750, đẹp quá. Hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình như vậy. Nha, túi này thì nó to hơn cái túi Ý hôm trước, nhưng mà nó cái độ mới nó không bằng, nên giá nó tốt hơn chút xíu. Quá đẹp. Mấy cái mẫu này săn cực lắm anh chị. Và kiểu như mình khi mình cầm trên tay thì mình cũng cảm thấy là xứng đáng anh chị ha, nó đẹp và nó chất, nó xịn. Đúng là hàng xịn có khác. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có một cái túi du lịch của thương hiệu Volo, nhưng mà điều cái này thì nó không phải da thật nha. Này là da tổng hợp thôi, nhưng mà nó mới ken luôn, rất mới luôn, dành cho các anh ha, dán xách tay thôi, nhẹ gọn vô cùng luôn. Form này thì mình có thể đựng được 5 đến 7 bộ đồ. Màu đen. Màu đen nguyên màu đen hết luôn. Size là được 45 nhân với lại 30 nhân với lại 18 cm nha, dán xách tay. Rồi, có ghi chữ Polo Club ha. Chất liệu là da tổng hợp. Ở bên trong thì là lót vải sạch đẹp, có cái tag là Polo Club do ACE sản xuất và được made in Japan luôn ngay đây nha anh chị nha. Nó có cái made in Japan ở đây. Túi này rất là mới cho nên không có gì để chê đâu. Và giá của nó là 680.000. Lưu ý nó là da tổng hợp anh chị nha. Anh nào mà cần xài nhẹ thì mình xài cái này. Đấy, chứ mà bản này mà da thật thì nó nặng lắm. Này, 680.000 cho cái túi du lịch màu đen. Anh chị chốt cho em mã là túi du lịch đen 680, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình như vậy ha. Màu nó màu đen tuyền nha, trên đây thì nó hơi xanh xanh. Tiếp theo thì em sẽ có một chiếc túi du lịch trống da độc lạ. Da độc lạ thì em đang có hai cái. Một cái này là da trăng và một cái là da đà điểu. Cái da trăng trước nè, cái da trăng này thì nó sẽ là cái màu nó giống như cái túi hôm trước luôn. Đấy, cái vải da trăng nó như vậy anh chị nha. Túi này thì có chỗ móc dây để em coi cái nó có dây không anh chị ha. Nó là một cái trống, xa ngang nó là được 44 nè, nhân với lại 25 và nhân với lại 20. Da trăng thật full hết luôn nguyên cái túi nha anh chị nha. Độ mới cao, độ mới này phải trên 92-93% luôn, rất là mới đẹp. Cái này các chị, các cô mình xài rất là vô tư, hoặc là các anh mình xài cũng đẹp luôn. Da trăng nó cũng là một cái loại da phong thủy anh chị ha. Da trăng, da rắn, nó mang đến cái sự bình an cho mình. Đấy, có cái tác chứng nhận GRA. Bên trong là lót nhung luôn, quá xuất sắc. Bên trong là lót nhung, có một cái ngăn lớn nè, một ngăn khóa kéo nhỏ. Có cái tác chứng nhận GRA bên trong nguyên cuốn sổ luôn. Rồi có dây. Dây này nó cũng ngắn thôi, dây da bò. Đây nha anh chị nha. Các chị mình xài thì mình gắn dây vô, nhưng mà mẫu này thì em thấy mình xách tay đẹp hơn. Đây. Bên trong này có mấy cái ngăn nhỏ nhỏ như vậy nữa nè anh chị nha. Có mấy ngăn nhỏ nhỏ bên trong đây ha. Rồi ngăn lớn, ngăn chính là lót nhung. Xài vô tư, độ mới rất là cao. Cô nào hoặc là anh nào thì mình thích thì mình chốt cái này. Cái này thì giá cũng tốt lắm. Giá của túi trăng này nó sẽ là 1250 thôi. Anh chị chốt cho em mã là túi du lịch da trăng, giá 1.250.000 cho cái túi này. 1250 cho một cái túi trống da trăng, độ mới siêu cao luôn. Mới rất là mới nha. Hoặc là mình chụp giùm em màn hình như vậy. Đẹp quá. Rồi. Một cái chiếc túi cái form tương tự luôn, nhưng mà em có cái da nó là da đà điểu. Đây. Cái màu da đà điểu này nó giống với cái túi này quá ta. Nó nhạt hơn một chút, nhưng mà các cô mình cũng có thể phối như vậy để mình xách đi du lịch nè. Túi này thì em giới thiệu rồi ha, giá 1650 là cho cái túi nhỏ mini này, túi xách tay. Mình có thể xem lại cái video trước của em. Còn hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mình cái túi này, túi du lịch trống da đà điểu, đẹp xuất sắc, full đà điểu luôn. Size ngang là 44 nhân với lại 34 nhân với 24 nè. 44 nhân 24 nhân với lại 20. Mình xách tay như vậy nha, không có dây đeo, không có chỗ móc dây. Túi này form gọn, cái này mình đựng 5 bộ đồ là vô tư. Nó rất là gọn luôn, không có bị cồng kềnh đâu. Và full da đà điểu hết luôn. Cái đáy cũng là da đà điểu luôn đó anh chị. Đó, đáy có 4 đinh nha. Độ mới cái này nó phải trên 90%. Góc cạnh thì còn rất là đẹp. Đây, góc cạnh còn rất là đẹp. Có tác chứng nhận GRA, tác kim loại luôn. Khóa là khóa IKK luôn. Ui, cái này đẹp quá. Có một cái vết ở đây nó đậm màu. Có một cái vết đậm màu ở đây với một vết nhỏ chỗ này thôi. Mình nhìn sơ qua đó thì mình không thấy đâu, mình soi kỹ mình mới thấy nha. Đó, khi mà mình cầm thì cái form nó cỡ như vậy, nó đứng form như vậy luôn. Rồi mình kéo ra thì bên trong để xem nó là lót gì. Bên trong là lót nhung luôn. Ôi, cái này đẹp lắm nha anh chị. Hàng hiệu của Armani luôn anh chị ơi. Đây, hàng mới về em chưa có xem kỹ đâu.
Đây, hàng hiệu của Armani ở chỗ này luôn nha. Có tác hiệu Armani. Có mấy cái ngăn nhỏ nhỏ bên trong nữa. Túi này đẹp. Có cái tác chứng nhận GRA và người ta may luôn trong trong đó anh chị nha. Đẹp quá. Túi này độ mới cao trên 90%. Da độc lạ mà phơm chống du lịch như vậy nó cũng hiếm anh chị nha. Giá của túi du lịch này là 2.200, anh chị chốt giùm em mã là túi du lịch Đà Điểu 2.200.000 cho cái túi Đà Điểu này. Màu nâu rất là đẹp, rất là dễ xài, nam nữ đều xài được và cái phơm nó không bị quá to. Phơm rất là dễ sử dụng luôn. Em có một cái túi, hai cái túi của thương hiệu Goldfield và em muốn giới thiệu chung cho hôm nay để anh chị mình có thể dễ xem nha. Tại vì cái chất liệu của cái túi Goldfield này nó sẽ là da trâu, không phải là da bò mà nó là da trâu anh chị ha. Dòng này là dòng da trâu và em có hai cái. Đầu tiên là cái túi trống này. Túi trống này thì nó tiện dụng nè. Các anh các chú mình xài vô tư và các anh thường là rất là thích luôn. Tại vì nó rất là chất. Nó là thằng hàng hiệu Goldfield của Đức anh chị nha. Hiệu này thì nó rất là em bán rất là nhiều sản phẩm của hiệu này rồi. Nhưng mà cái da trâu này thì lần đầu tiên là có anh chị ha. Cái màu của nó sẽ là màu nâu bò. Nhưng mà cái túi này nó không có mới ken. Nó có cái độ sờn ở trên da. Hàng có qua sử dụng mà. Kiểu như là cũng cổ anh chị. Nó không phải là hàng mới te ken, hàng hiện đại đâu. Size ngang là được 45 nhân với lại 22 và nhân với lại 24. Không có rách lỗi gì đâu. Chất vô cùng. Nhưng mà anh chú nào mà thích xài hàng chất á, thì mình mới lấy cái này. Còn mình thích xài bóng bẩy á, thì mình không nên lấy cái này. Tại vì cái bản thân cái da, cái vân của nó sẽ có những cái vân trắng trắng như vậy. Và bản thân cái túi này cũng có độ cũ, có qua sử dụng ha. Cái màu nó không có được đậm. Và túi này thì mình đựng được tầm khoảng được từ 5 đến 8 bộ đồ. Đẹp lắm. Khoen khóa thì đồng giả cổ nha. Độ mới là khoảng 85%. Ở bên trong thì là lót vải. Thường là Goldfield người ta hay lót vải. Có cái tag là Germany ha. Goldfield Germany. Có một cái ngăn khóa kéo nhỏ. Rồi bên trong sạch đẹp, không có vấn đề gì để chê. Dây thì là dây zin theo túi luôn đó. Cái phần khoen khóa đồng giả cổ và khóa là khóa IKK luôn nha anh chị nha. Ở trước có ngăn nhỏ nữa nè, Goldfield đẹp và chất anh chị ha. Anh nào mà gu chất mình hãy lấy cái này nha. Giá của cái này nó là 2.850 cho cái túi da trâu của thương hiệu của Đức. Giá này cũng tốt anh chị ha, 2.850.000. Anh chị chốt cho em mã là túi du lịch Đức hoặc là túi du lịch da trâu gì đó, 2850, gắn thêm giùm em cái giá tiền anh chị nha. Bởi vì em sắp có một cái chiếc túi cũng rất đẹp luôn, cũng da trâu luôn. Nhưng mà nó độc lắm nha. Đây. Cái này thì là dạng hàng độc hiếm rồi. Dành cho anh chú nào mà mình sưu tầm á. Đây để em xách nó nặng lắm. Chưa, để em chỉnh cái này cho nó qua bên đây cho dễ thấy nè. Nó to đùng luôn nha anh chị ơi. Nó dữ lắm to nha. Size ngang á, là được 59. 59 là rất to rồi nha anh chị. Nhân với lại 45. Nhân với lại cái bản dày nhất của nó sẽ được có là khoảng 20 luôn. Khóa số luôn. Hàng của Goldfield luôn. Nói chung là nó cùng một dòng với cái túi du lịch lúc nãy. Nó cũng là da trâu luôn. Nhưng mà nó rất là to. Và cái này em nghĩ là dạng mình sưu tầm thôi. Chứ mình xách đi nó nặng dữ lắm anh chị ơi. Các chú nào mà mình sưu tầm đồ xịn, đồ độc ha, hoặc là ở nhà mình có cái bộ sưu tập đồ cổ mà nó nhỏ nhỏ linh tinh á, thì mình có thể bỏ vô đây mình bảo quản, mình sưu tầm trưng bày gì đó rất đẹp luôn. Đó, nó bự gấp 2 lần em luôn anh chị, nặng lắm nha. Khóa số hiện tại đó là 360. Và dĩ nhiên những cái mẫu này thì mình không yêu cầu nó mới được đâu nha anh chị. Cái chất, cái màu da nó như vậy, cũng như là cái góc cạnh thì nó cũng có vết này vết kia. Có một hai cái vết sờn góc nhiều ở đây. Độ mới khoảng 80% thôi. Trên khoen khóa người ta dập cái dấu logo luôn. Cái này á thì nó y chang như trên video thôi nha anh chị, đừng kêu em chụp hình lại tại vì nó bự quá. Xách lên xách xuống nó rất là tốn thời gian. Và trên hình nó y sao là em giao y chang như vậy đó, tại vì em quay từ bản thân cái sản phẩm thực tế mà. Đâu phải là bán hàng số lượng gì đâu, một cái có một cái thôi. Trên hình này nó là nó thôi đó, nó không có khác đâu. Rồi. Ôi giời ơi, nó to. Đây, ở trên này thì có hai cái khóa hai bên và cái khóa số chính giữa đây nha anh chị nha. Khóa số hiện tại là 360. Trên cái khóa là khóa zin luôn đó. Khóa người ta dập là Goldfield luôn. 360 bật ra bên trong. Bên trong nguyên thế giới trong đây luôn nè. Đó. Đây. Trời ơi, cái túi này nó đẹp.
nó có mấy cái vết mà giống như là bột bột, đó là do cái da người ta để lâu á. Khi mà em giao cho anh chị thì em sẽ vệ sinh hết nha. Cái này để mình đựng đồ nè, đựng hành lý nè. Rồi hoặc rồi cái trong đây là cái gì đây? Trong đây là có cái cuốn sổ của cái bộ khóa nè. Rồi cuốn sổ của bộ khóa, xong rồi cuốn sổ của sản phẩm Gonfill. Cái dòng này là cái dòng Caraciola, là cái da trâu nước đó anh chị. Cái trâu nước mà người ta lấy theo cái tên của một cái anh mà đua xe kỳ lâu rồi. Em có đọc cái lịch sử của cái vần này, một cái người vận động viên đua xe mà nổi tiếng ở trên thế giới đó, rồi người ta lấy theo cái tên đó, người ta đặt cho cái dòng trâu nước này, thể hiện được cái sức mạnh của cái sản phẩm này anh chị ha. Rồi có cái tag gì đây nè, rồi cuốn sổ này là cái sổ hướng dẫn sử dụng cái bộ khóa, rồi có cái tag của Gonfill. Nói chung là cái túi rất là đẹp, dạng như là hàng trưng bày, hàng cổ lâu đời á, cho nên là có cái độ cũ ha, chứ nó không có bị rách lỗi, nhưng mà không có mới ken nha. Góc cạnh thì cũng có sờn luôn, độ mới khoảng 85, 80 đến 85%, và hàng xứng đáng để mình sưu tầm nha. Hàng này không có cái thứ hai đâu, nhưng mà điều nó hơi to, cái ứng dụng để mình sử dụng thì nó không có bằng mà ứng dụng để mình sưu tầm á anh chị. Rồi khóa trên đây là vàng vàng siêu vàng luôn, vàng vin luôn. Cái này giá của nó sẽ là 3 triệu 900 ngàn thôi. Anh chị cho em mã là vali to 3 ngàn 9 anh chị ha. Tại vì nó hơi to cho nên là giá nó khoảng 3 ngàn mấy thôi, chứ mà nó nhỏ nhỏ, nó phù hợp để mình sử dụng thì giá nó sẽ 4 5 triệu anh chị nha. Ở trên cái phần này nè, nó hơi cứng cho nên là cái da nó hơi bị nứt nứt anh chị ha, một hai vết thôi mà không thể tránh khỏi đâu. Rồi này thì anh chị chốt thì mình có thể chụp cho em màn hình như vậy cũng được. Và đây cũng sẽ là cái sản phẩm cuối cùng của video này. Hy vọng là anh chị với bác mình đã thích những cái món hàng trong video ngày hôm nay, và hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm nhiều hàng mới nữa cho mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.